chợ Bình Tây, một trong những ngôi chợ đầu mối lâu đời nhất của thành phố Hồ Chí Minh, sắp đóng cửa một năm để nâng cấp sửa chữa. Trong thời gian này, tiểu thương chợ Bình Tây sẽ phải chuyển kinh doanh tại chợ tạm. Việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh vào cuối năm khiến nhiều tiểu thương tâm tư. Chợ Bình Tây sau hơn 90 năm hoạt động đã xuống cấp nghiêm trọng, cần nâng cấp, sửa chữa toàn diện. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 104 tỷ đồng, dự kiến kéo dài khoảng một năm. Trong thời gian này, hơn 1.000 tiểu thương đang kinh doanh tại đây sẽ di dời hàng hóa sang kinh doanh tại khu vực chợ tạm trên đường Tháp 10 đối diện với ngôi chợ cũ. Khu vực chợ tạm có tổng cộng 1.446 sạp, nhưng nhiều sạp được trưng dụng làm kho chứa hàng nên số sạp thực tế là 1.077 sạp, được chia làm 6 khu, diện tích mỗi sạp là hơn 2 m². Chợ tạm sẽ hoạt động từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối hàng ngày. Việc chuyển sang kinh doanh tại chợ tạm đã khiến cho việc kinh doanh của tiểu thương không thể thuận lợi như ở chợ cũ, bởi diện tích mặt bằng hẹp, kể cả gian hàng và lối đi đều hạn chế. Đấy là chưa kể các điều kiện khác. Chị thấy cái thứ nhất là ví dụ trời nó nóng quá, một cái là thay đổi giống như qua chỗ mới lạ. Thật ra gần Tết nhưng mà khách hàng của mình nó đâu có tìm được, rồi buôn bán thì không được. Nói chung là từ bữa qua tới giờ không có bán buôn gì trơn. Chị mua hàng ở chợ lớn bên chợ cũ cũng mấy năm rồi, mà xuống đây lấy hàng thì thấy bên chợ cũ là thoải mái, rộng rãi, thoải mái hơn. Còn sang bên chợ mới thì chật chội hơn. Trước ngày chợ Bình Tây đóng cửa chính thức, hầu hết các tiểu thương đã hoàn thành việc di dời hàng hóa, địa điểm kinh doanh của mình để phục vụ việc sửa chữa chợ cũ. Tuy nhiên, để duy trì mối hàng và để việc buôn bán đem lại thu nhập, tiểu thương cũng đã có những kiến nghị lên chính quyền địa phương. Chị mong muốn là giống như nhanh chóng để mình quay về chỗ cũ nha, để giống như để kinh doanh lại bình thường. Chứ còn ở đây giống như tạm bợ, nóng quá chịu không nổi nha. Mọi công tác chuẩn bị cho việc đóng cửa, tu sửa, nâng cấp đã hoàn thành. Việc xây dựng lại để chợ Bình Tây có một diện mạo mới, to đẹp hơn, xứng đáng với vị thế là một trong những chợ đầu mối lâu đời trên địa bàn là cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian sửa chữa, việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại chợ tạm cần được chính quyền chú ý để tiểu thương đảm bảo, không ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh buôn bán. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển các khu cụm công nghiệp trọng điểm một cách hiệu quả.